Xin chào mọi người. Hóng quá các bác ạ, một mẹ 21 con đây, đang chờ hoa mẹ đây. Hôm nay bắt đầu nụ xẻ bao ra rồi. Thì em tò mò quá, em có vén vén ra một chút đây này. Một cái nụ mập hú nhưng mà chỉ có hai bông thôi. Và bóp bóp tay vào đây thì chắc nịch rồi các bác ạ. 90% là ra kép rồi. Mừng quá đi thôi. Mong là nở ra một bông hoa hậu nhé. Ngoan xinh yêu nha. Củ con thì đã thành ten hết rồi, bây giờ mẹ mới ra hoa đây. Trồng hoa lai thì hỏng quá đi các bác ạ. Hồi hộp nhất là lúc lên nụ như thế này, chỉ mong để biết mặt hoa thôi.